Hậu Giang đã chốt địa điểm cho lễ khởi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã xin ý kiến và đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận sẽ khởi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại nút giao IC5 thuộc huyện Vị Thủy. Hậu Giang sẽ hoàn thành các công việc để tổ chức lễ khởi công trong tháng 12 năm 2022. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, đến thời điểm này đã hoàn thành kiểm đếm toàn bộ 2,077 tổ chức hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Cạnh đó, đã lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 1 cho 1.876 hộ dân với diện tích gần 332 hecta, kinh phí hơn 1.010 tỷ đồng. Theo dự kiến, từ nay đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các hộ dân trong đợt 1. Sau đó, tháng 10 năm 2022 sẽ tiếp tục chi trả tiền bồi thường đợt 2, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm hơn kế hoạch. Đây là công trình trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế xã hội của Hậu Giang. Do đó, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để bà con bị ảnh hưởng phối hợp. Một số công việc cấp bách phải triển khai trong cả ngày nghỉ, phải đặt mục tiêu triển khai sớm lên hàng đầu. Tuy nhiên, quan trọng là phải chính xác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang lưu ý.